Chắc hẳn trong chúng ta từ nhỏ đến giờ thì chưa từng trải qua một kỳ thi nào áp lực, vất vả và mang tính chất bước ngoặt như kỳ thi sắp tới là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đúng không nào? Việc đỗ vào trường trung học phổ thông đã là khó, nhưng khi đỗ rồi, lựa chọn tổ hợp môn như thế nào? Và câu chuyện bước tiếp theo của bước đường tương lai là học nghề gì, làm nghề gì. Thì hôm nay thì có một buổi chia sẻ với chúng ta chuyên đề này. Các em biết rằng là cái kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông ấy, sau khi mà đỗ xong nhá, thì lên lớp 10 chúng ta sẽ học như thế nào không? Thầy có câu hỏi đầu tiên, đó là khi lớp 10 bậc trung học phổ thông, chúng ta sẽ học được tất cả các môn như trung học cơ sở. Và các lớp thì sẽ học với tổ hợp môn là giống nhất. Đấy. Hay là các em được lựa chọn theo sự sắp xếp của nhà trường. Và cuối cùng là chúng ta lựa chọn tự do. Chắc là ít nhiều các bạn đã tìm hiểu rồi đúng không? Khi mà bước vào bậc trung học phổ thông thì các em không còn học đầy đủ các môn như lớp 9, mà chúng ta sẽ học các môn bắt buộc gồm có 6 môn. Đó là ngữ văn, đó là toán, là ngoại ngữ 1, là lịch sử, là giáo dục quốc phòng an ninh, là giáo dục thể chất hay còn gọi là môn thể dục ấy. Vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Thì trong rất nhiều cái môn này, chúng ta chỉ còn được quyền chọn 4 môn trong số các môn đó thôi. Như vậy là các em thấy so với chương trình các anh chị 12 đang học nhé. Các anh chị 12 bây giờ đang học là học chương trình cũ, chương trình 206. Được chọn tất cả các môn như nhau. Và có thể đến lớp 12 mới phân theo định hướng nghề nghiệp. Nhưng chương trình 2018 thì định hướng nghề nghiệp ngay từ lớp 10. Nếu chúng ta lựa chọn tổ hợp môn không tốt thì có thể sẽ mất thời gian trong cái câu chuyện chọn lại. Về quan điểm chọn tổ hợp môn thì có những quan điểm cho rằng là chọn tổ hợp môn nó dễ học. Dễ học thì dễ thi, tốt nghiệp đạt điểm cao. Hay chọn tổ hợp môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp sau này. Hay là chọn theo sự lựa chọn của bố mẹ. Bố mẹ làm bác sĩ thì mình chọn cái tổ hợp môn học là sau này làm bác sĩ. Hay là chọn theo cái nhóm bạn trong lớp, nhóm bạn thân, rủ nhau là cùng chọn ban tự nhiên. Ví dụ thế. Thế thì theo các em là mình sẽ chọn như thế nào? Lớp 9A nhỉ? Hay 9A1? 9A1 à? Lớp trưởng đâu nhỉ? Thầy mời lên đây giao lưu chút nhỉ? Rồi em giới thiệu về mình nhỉ? Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Vũ Uyển Nhi. Em là học sinh lớp 9A1 trường trung học cơ sở Đoan Bái ạ. Thế thì thầy có mấy cái lựa chọn này thì mình đã chọn cái tổ hợp nào phù hợp chưa? Em nghĩ là câu hỏi này em sẽ chọn đáp án B ạ. Đáp án B. Thế thì cái định hướng nghề nghiệp sau này của em định là gì biết chưa? Thế là mình biết là mình chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp, nhưng mà định hướng nghề nghiệp thế nào sau này mình không biết. Đúng không? Ok, cảm ơn em. Thế thì chúng ta cần phải quan tâm cái chỗ này nhé. Rồi mời em về chỗ. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay. Ở đây có một số quan điểm. Quan điểm đầu tiên cần lưu ý là các bạn tránh cái việc là chúng ta chọn môn dễ học, dễ thi tốt nghiệp nhé. Mà quan trọng là gì? 3 năm sau, hết lớp 12, dù chúng ta học trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên hay chúng ta học một trường phổ thông nào đó, thì chúng ta phải xác định là chúng ta làm cái nghề gì, chúng ta chọn tổ hợp môn cho phù hợp. Nếu chúng ta chọn môn dễ học, dễ thi đạt điểm cao, không cẩn thận các em rơi vào cái bẫy nhàn hạ. Và cái hình ảnh thầy hay lấy ở đây là cái hình ảnh con chuột nó sa vào chính gạo ấy. Các em thấy là nếu chuột sa vào chính gạo là gì? Có sẵn gạo đấy rồi, đúng không? Thì thoải mái xông hơi, nghỉ ngơi, ăn sáng, không phải lo. Nhưng khi cái chính gạo nó hết thì cái chính gạo lúc đấy lại thành mồ chôn của chú chuột. Câu chuyện tổ hợp môn nếu các bạn chọn không khéo, nó rơi vào cái bẫy nhàn hạ kiểu như thế. Ví dụ ở đây sau này các em mong muốn nhé, là các em đi học liên quan đến khối ngành về cơ này, về điện, điện tử. Thôi thầy không tính cái nhóm các đỗ đại học.
Bởi vì không phải ai cũng đi học đại học được, đúng không? Thế thì có một số bạn là đi học cao đẳng nghề, còn trai đi học nghề cơ điện, điện tử. Ấy thế mà 3 năm phổ thông không chọn môn vật lý, nền tảng về vật lý không biết, không biết về điện, không biết về điện trở, không biết về cường độ dòng điện, không biết về hiệu điện thế. Thử hỏi cái nền của các em không vững thì vào cái trường nghề đấy, các em học có tốt được không? Có tốt được không? Chắc chắn khó, đúng không? Thế hay là ví dụ như các bạn nữ nhé, sau này có thể không học đại học, bố bảo thôi con đi học cao đẳng y làm điều dưỡng, hoặc ở cao đẳng dược về nhà làm gì? Thợ bán thuốc. Nhưng nếu 3 năm mà các em không chọn môn hóa, môn sinh thì thử hỏi cái nền tảng chúng ta không có, cái nghề chúng ta làm có tốt được hay không? Rất khó, đúng không? Đến lúc mà bốc thuốc cho bà con lại bốc nhầm thuốc nhỉ, lại bốc nhầm thuốc, có phải nguy hiểm không? Mà gặp các bác sĩ thuộc nửa bài chết, đúng không nha? Cho nên cái giai đoạn này là các em phải chọn trường cho phù hợp. Chưa kể tuổi 15, tuổi 16, cái này là dễ nhiễm thói hư tật xấu lắm. Các em ở cái ngôi trường trung học cơ sở Đoan Bái này được các thầy cô quan tâm, ấy thế mà lên cấp 3 không được giữ vững, nào thì chơi với nhóm bạn xấu này, nó rủ chơi game, đánh bài tài xỉu kiếm tiền, cũng có rủ nhau đánh nhau, đánh nhau đã chưa thỏa mãn là còn phải quay clip để đưa lên mạng, có không? Cho nên câu chuyện chọn bạn mà chơi, chọn môi trường phù hợp các em cũng phải chú ý nhá. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái tình cảnh ấy, bị hư dần đều. Chúng ta ở học cùng lớp cái bạn ở bên cạnh nó, mày ơi, cái thuốc lá điện tử này thơm lắm, hút lắm, làm ơi, phải không? Thế đến sau bảo ủ thơm thật nhỉ, thế mày còn không? Còn, làm hơi nữa. Thế mai ngày kia bảo mày hôm nay có thuốc lá không? Có, làm hơi. Đến lúc nào nghiện không hay, phải không? Lúc đầu là nghiện thuốc lá điện tử, sau có khi là sang ma túy đá. Và không cẩn thận là gì? Nói dối bố mẹ là lấy tiền học thêm để mang cái tiền đấy đi mua thuốc lá điện tử. Sau này là gì? Đồ đạc trong nhà lấy trộm dần đi bán, mà không cẩn thận thì là mượn cả đồ hàng xóm đi bán, đúng không? Nha, đấy. Cái câu chuyện hư dần đều, thầy hay lấy cái hình ảnh ấy, con ếch. Nếu người ta lấy một cái chậu nước nóng mà thả con ếch vào thì kiểu gì nó cũng dãy để nó cố tìm cách nó thoát ra. Và nó không thoát được thì nó đành phải trả giá mạng sống. Nhưng ngược lại, người ta làm cái thí nghiệm là lấy một cái con ếch ấy, cho vào cái nồi nước lạnh, thả con ếch vào, đun lên, nó nhiệt nó tăng từ từ, từ lạnh sang mát, nó vẫn đi sướng. Từ mát sang ấm, khoái không? Khoái. Và nó mất khả năng tự vệ. Từ ấm lên đến nóng, nó mới hơi nóng nóng, nó vẫn chịu được. Nhưng quá nóng đến sôi thì thôi, chết mất rồi, đúng không? Thì các bạn, tức là trong cái tình huống như thế nhé, chúng ta phải tỉnh táo khi chúng ta lên cái bậc cao hơn. Và chọn làm sao bạn tốt để mà chơi, chọn môi trường có nhiều bạn tốt. Cho nên vấn đề ở đây là gì? Lựa chọn cho mình một ngôi trường là rất quan trọng. Để làm sao các em học được đúng ngành, sau này làm được đúng nghề và có một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Và ở đây lưu ý với các em là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Nếu chúng ta chọn sai, nhiều khi đi sai đường, trở đi thì mắc núi, trở lại thì mắc sông. Đến lớp 12 mới đột ngột mới nghĩ ra, à, mình phải đi làm bác sĩ. Trong khi lớp 10 không chọn tổ hợp môn có hóa có sinh, có phải là rất khó để quay lại không?
đúng không? Rất là vất vả nha. Đấy thì các em cần lưu ý. Còn khi chúng ta lựa chọn đúng, nỗ lực vượt bậc chắc chắn sẽ thành công. Thành công của ngày hôm nay là kết quả của những nỗ lực khó, vượt khó trong quá khứ. Còn nỗ lực ở hiện tại thì sẽ có thành quả ở tương lai. Đấy. Thầy lấy một cái câu chuyện của năm 2009, là cái năm mà các em mới sinh ra ở trên đời, cách đây 15 năm, đúng không? Thì các em biết là 5 mẫu điện thoại tiêu biểu của năm 2009, đầu tiên là iPhone 3GS, sau đó là 2 mẫu điện thoại của Nokia, còn lại là 2 mẫu của hãng khác. Năm 2009 đó thì thị phần của Nokia là chiếm 40% cái doanh số điện thoại tiêu thụ toàn cầu. Và với thu nhập của Nokia năm đó là 55 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta có thể chưa hình dung được con số 55 tỷ đô la Mỹ nó lớn như nào. Nhưng xin thưa các em là năm 2009 thì tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam có 106 tỷ đô. Thì riêng hãng Nokia năm 2009 thu nhập của họ là 55 tỷ đô. Tức là chiếm hơn 50% so với tổng thu nhập quốc nội của chúng ta. Thì các em thấy là nó lớn như thế nào. Thế mà giờ đây trên thị trường chúng ta có nhìn thấy nhiều điện thoại bóng dáng Nokia không? Rất khó, đúng không? Thực ra bây giờ Nokia đã bán mình cho Microsoft, và sau đó cái lĩnh vực điện thoại này phá sản. 10 điện thoại tiêu biểu bán chạy nhất năm 2023 thì có 4 mẫu là của Apple, 6 mẫu là của Samsung. Trong khi năm 2009, cách đây 15 năm, Samsung mới ở top 10. Thì câu chuyện 15 năm sau, nếu chúng ta không nỗ lực cố gắng từ bây giờ, thì hình ảnh ở trên TV này, đó là những công việc lao động chân tay vất vả, chân lấm tay bùn, chúng ta phải tham gia. Sống vẫn vui, vẫn yêu đời, tiền ít thì tiêu ít, nhưng phải làm sao khi bố mẹ người thân chúng ta cần chia sẻ về tài chính. Hãy nhìn ánh mắt ái ngại của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng chẳng may ốm đau viện trạng. Hãy nhìn những ánh mắt của con thơ khi chúng ta không có điều kiện để cho các con được cuộc sống sung túc, học hành đến nơi, đến chốn. Thế rồi lại đứng lên lại kêu gì? Trời ơi, sao ông lại bất công với ta thế? Các em biết ông trời ông trả lời rằng thế nào không? Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng con nhé, đừng đổ lỗi cho ta. Tư tưởng học xong cấp 2 để đi làm ngay. Xin thưa các em, 15 tuổi, 16 tuổi đi làm chưa đủ tuổi để làm công nhân, không ký hợp đồng lao động, chưa kể đời còn dài lắm. Bao giờ đến thành cụ ông cụ bà 80, 90 tuổi, đúng không? Chúng ta còn rất dài để làm việc. Cho nên trước khi nghĩ đi làm để kiếm tiền thì phải làm sao cho mình đáng tiền đã. Em biết với sự phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, 15 năm trước so với bây giờ khác nhau rất nhiều, đúng không? Nha. Cho nên bây giờ chúng ta phải đầu tư vào đâu? Đầu tư chính cho bản thân chúng ta, đúng không? Đầu tư cho bản thân là đầu tư cho tương lai. Mà đầu tư cho tương lai chính là gì? Phải học tập cho tốt này. Nhưng có phải mỗi học không? Thế còn gì nữa? À, hỏi mấy bạn cho có không khí à? Bắt đầu đến nắng lên ấm áp rồi. À, thầy mời bạn nữ nhỉ? Em thầy là phải nỗ lực ạ. Nỗ lực cái gì nào? Học cái gì? Học tập. Học tập em rõ hơn không? Tâm hơn. À, rồi. Thực ra cái lĩnh vực học tập nó là câu chuyện học tập suốt đời, đúng không? Chúng ta nỗ lực học tập về kiến thức,
Chúng ta rèn về đạo đức, rèn về nghị lực, rèn về sức khỏe. Đúng không? Nhá. Cho nên đầu tư cho bản thân là đầu tư cho tương lai, để tạo ra giá trị cho riêng mình. Thì trên hình ảnh của TV có một quả sau. Đố các bạn biết đây là quả gì? Quả gì? Ai chả biết đây là quả dưa hấu. Quả này có dễ trồng không? Có hay không? Dễ trồng. Có dễ mua không? Có. Dễ mua. Đắt hay rẻ? Rẻ. Bao tiền quả? 20.000 một cân. Lấy đâu cho tận 20.000 một cân? 20.000 một quả. Nha. Tiếp theo này, tiếp theo này, chú ý. Quả này là quả gì? Vẫn dưa hấu. Em biết trên đấy có khắc chữ gì không? Chữ lộc đấy, chữ phúc đấy, chữ tài, chữ thọ đấy. Quả này có dễ trồng không? Không. Khó hơn. Dễ mua không? Không. Thời điểm này mua chắc không có rồi. Đúng chưa? Bao tiền quả? Mấy trăm nghìn á? Đoán đoán nó là bạn chọn ra đúng rồi. Mấy trăm? Đáp án đây này. Theo báo VN Economy, gần 7 triệu đồng một cặp dưa hấu. Vậy là bao nhiêu? 3 triệu rưỡi một quả. Đúng chưa? Em thấy ngày 23 tháng Chạp, chúng ta mua cái quả dưa có hình chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ, chữ tài, đặt lên bàn thờ tổ tiên, khấn với các cụ là gì? Đây là quả dưa mua bằng đồng tiền con kiếm được, cầu mong cho gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn vân. Cảm thấy nó sung sướng. Giá trị bao nhiêu? Tiếp theo đây là quả gì? Vẫn dưa hấu. Bao tiền quả? 10 triệu. Thấy không? Đố các em nha. Ok. Vậy tại sao ba quả này vẫn là dưa hấu mà giá nó lại khác nhau nhiều thế? Ai biết giơ tay lên cứ mạnh dạn lên. Ai biết, ai biết nào? Thầy tên là Hà, có bạn nào tên nào? Đâu 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 đâu? Đứng lên trên nào? A hai à? Ừ. Dạ, đố em nè. Tại sao là vẫn là quả dưa hấu mà nó lại giá khác nhau thế? Thầy là hai quả sau là tạo hình khác quả đầu. Tạo hình khác quả đầu, đúng không? Gì nữa không? Vì trồng khó hơn. Còn gì nữa không? Chắc ngon hơn. Không, 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 ngon. Mình đã được ăn rồi. Gì không? Nó đắt hơn. Chị đang hỏi tại sao nó đắt hơn rồi. Nó đắt hơn rồi bởi vì nó đắt hơn. Nó khó trồng. Rồi, chúng ta cho bạn nào chào bàn tay, cảm ơn bạn nhé. Xin thưa các em là ở đây xét về chiều sâu của nó, đây ba quả dưa này thì hai quả đằng sau nó độc đáo hơn, đúng không? Nó hiếm hơn và nó có sức khác biệt hơn. Hai cái mẫu quả dưa đằng sau ấy, đằng sau nó là gì? Nó là cả cái tâm hồn, nó là cả cái tình cảm nhiệt huyết của người trồng dưa. Bao nhiêu công sức người ta nghĩ ra cái mẫu, rồi nghĩ ra cái cách trồng để làm sao tạo hình được quả nó đẹp nhất có thể, đúng không? Cuộc sống ngoài đời cũng vậy nhá. Mùng 8 tháng 3, bây giờ nếu các em ra ngoài cổng trường, các em mua một cái thiệp, các em viết mấy chữ tặng mẹ, em mua một cái bó hoa bằng ni lông hay bằng nhựa gì đấy, 10.000 đến 50.000 tặng mẹ nhân ngày 83, có phấn khởi không? Có ý nghĩa không? Có. Nhưng ý nghĩa hơn, nếu cái hoa các em tặng mẹ là hoa mình tự làm, lấy một mẫu giấy màu, cắt hình trái tim, cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời, chúc mẹ ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ, trẻ trung yêu đời, luôn giữ được nụ cười rạng rỡ trên môi, con yêu mẹ rất nhiều, gái yêu của mẹ. Ý tên tôi hỏi các em là
Nhận được cái thiệp đấy mẹ cũng phấn khởi không? Có. Quá xúc động. Đúng không? Thì ở đây nó câu chuyện nó là giá trị của sự khác biệt. Câu chuyện em đi học sau này cũng thế. Nếu chỉ để tốt nghiệp lấy cái bằng cấp 3, một trường chuyên hay một trung tâm giáo dục nghề nghiệp rất thường xuyên, em đều có thể thi hết lớp 12, lấy bằng cấp 3 như nhau. Trên bằng ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, không có xếp loại. Vậy thì em học chuyên, hay em học ngô, hay em học các trường trung tâm giáo dục thường xuyên khác, bằng như nhau. Như vậy có phải giống như cái quả dưa lúc đầu không? Đúng không? Tốt nghiệp trường nào hết lớp 12 cũng có bằng như vậy, không xếp loại. Trước kia thì còn xếp loại giỏi, xếp loại khá, trung bình, nhưng bây giờ không có xếp loại. Thế thì câu chuyện là gì? Phải làm thế nào chúng ta có cái sự riêng biệt? Ví dụ hết lớp 12 ngoại ngữ chúng ta phải thông thạo lớp 1 món, đúng không? Hay là chúng ta phải giỏi thêm một kỹ năng nào đó. Lớp 9 có khi vào lớp 10 chúng ta còn nhút nhát, nhưng mà sau đó vào cấp 3 chúng ta còn năng động hoạt động đoàn. Chúng ta có thể tự tin đứng trước đám đông diễn viên. Tức là phải làm sao có thêm một cái rất riêng của mình để thành công trong tương lai, và tránh được những câu chuyện áp lực học hành thi cử. Và cuộc sống này do chính chúng ta chịu trách nhiệm 100%, không phải ai khác. Chúng ta thắp hương là tâm an vạn sự an. Các cụ không những cụ mà xin thưa các em là còn cả cụ của cụ cũng về phù hộ độ chỉ chúng ta nha. Cha tận số vào danh, phao đến tận phòng thi. Ví dụ các bạn thi vào 1 vào, các cụ rủ nhau vào xem, à đây rồi, số này thằng Chọc Bích Câu đang ngồi đây rồi, đúng không? Bắt đầu giám thị phát đề, con mở cho cô xem nào. Hay đến đề tiếng Anh, ui sao khó thế nhỉ, thì xưa cụ có học đâu. Thế là cụ vỗ vai, thôi chắc làm nhé cụ vàng. Thế thì có nghĩa là gì? Câu chuyện này là ta phải chịu trách nhiệm 100%, không phải ai khác, đúng không? Phải không? Đúng không? Cho chàng con tay khi thế lên. Đấy. Rồi. Cho nên bây giờ các em phải làm những việc ta phải làm, để sau này chúng ta mới làm được những việc ta muốn làm. Thầy có cái hình ảnh của cậu bé Huỳnh Văn Ơn ở Phú Yên, sinh năm 2004. Câu chuyện này người ta viết năm 2014, nhưng thầy thấy hay thầy vẫn trích lại cho các em. Khi cậu đang học lớp 5 thì mẹ bị tâm thần, bà ngoại thì yếu, nhà có 3 người thôi. Mình cậu ấy là phải bán bánh xèo, làm bánh xèo ở chợ. Lúc đầu cậu làm còn cháy, chưa thơm, chưa ngon. Nhưng dù sao là bà con ở chợ vẫn thương, vẫn mua. Ngày lãi là 10-20 nghìn. Đêm rỗi thì cậu có thể đi bán vé số. Anh thế mà cậu vẫn học sinh giỏi. Thế thì chúng ta lại nghĩ lại bản thân chúng ta. 15 tuổi đầu, điều kiện gia đình có thể nói đầy đủ, không phải lo lắng gì ngoài việc ăn với học. Mà không học hả nói, thì chúng ta phải xem xét lại. Chính chúng ta hãy nỗ lực cố gắng, không ai khác. Hôm nay về đây thầy kể thêm cho bạn hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện ba người đàn ông. Đấy, câu chuyện ba người đàn ông. Người đàn ông thứ nhất, người đàn ông thứ nhất từng có bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, từng uống 8 đến 10 ly rượu mạnh mỗi ngày, từng có hai tình nhân lại còn hút thuốc. Theo các bạn thì người này có thành công trong tương lai không? Ăn thua nhỉ, đạo đức ý thức cái này hơi kém. Xem người thứ hai. Người thứ hai hai lần bị đuổi việc hay ngủ việc tới trưa mới dậy, và tối nào cũng uống 1 lít rượu. Ông ta từng hút thuốc khi còn là sinh viên, và sau 3 lần mới thi đỗ, 3 lần mới thi đỗ đại học. Thế thì người này theo các em có thành công không? Cũng hơi khó nhỉ. Có lẽ phải đến người thứ ba. Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của đất nước. Ông ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc lá, thỉnh thoảng mới uống rượu nhưng không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp, và chưa từng có bê bối tình áo nào. Hỏi các bạn, ba người này ai là người đóng góp lớn nhất cho nhân loại? Ba. Người thứ ba.
suy nghĩ chúng ta rất chuẩn và sau đây là đáp án. Người thứ nhất chính là Franklin, tổng thống Mỹ 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Và ông còn bị liệt cơ. Khi bị liệt, lúc mất đi thì vợ ông đã khắc trên mộ của ông như này: căn bệnh của Franklin đã cho ông ấy sức mạnh mà lòng dũng cảm mà trước đây ông không có. Ông đã phải tìm hiểu những điều cơ bản của cuộc sống và học được những bài học lớn nhất trong tất cả các bài học. Đó là lòng kiên nhẫn vô hạn và bền bỉ không ngừng. Các bạn thấy, bị liệt mà vẫn làm nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 4 lần liên tiếp. Thế còn người thứ hai, người thứ hai 2 lần bị đuổi việc ấy, mà sau 3 lần mới thi đỗ đại học ấy, sau này lại là Thủ tướng Anh Winston Churchill. Ông từng là người có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đạt giải Nobel văn học và rất nhiều giải thưởng khác. Trong khi người thứ ba mà các bạn mà đóng góp nhiều nhân loại hơn biết là ai không? Chính là ông Hitler. Đấy, người thứ ba chính là Hitler. Ác quỷ phát xít Đức đã gây ra cái chết của hàng triệu người dân vô tội. Nha. Đấy. Vậy thì nhìn lại quá khứ. Quá khứ nó chỉ là quá khứ. Chúng ta biết khép lại, gói ghém nó lại. Cái gì tốt giữ lại để phát huy, cái gì không tốt nỗ lực phấn đấu để vươn lên. Mấy bạn ở bây giờ đang học đuối nhất lớp nha, và các thầy cô đang đưa vào danh sách là chưa ngoan nhất lớp, điểm thi lúc nào thấp nhất lớp. Hôm nay về gói ghém lại cái đó, xác lập lại từ đầu, nỗ lực phấn đấu, xin thưa có thể sẽ giỏi hơn cái đứa đang đầu lớp bây giờ nhưng chủ quan. Và mai kia mình làm giám đốc ấy, thì mấy cái đứa giỏi nhất ở lớp ấy, nó về làm nhân viên cho mình, đúng không? Nếu nỗ lực cố gắng, điều đó có thể xảy ra. Hay một câu chuyện khác thì kể các em, nhà phát minh đại tài Thomas Edison nha. Ông là người phát minh với 2000 sáng kiến và phát minh các loại, trong đó đơn giản nhất là cái bóng đèn sợi đốt ấy, cái đĩa than, cái nghe nhạc ấy, phát minh của ông ấy. Thế thì năm 7 tuổi khi ông đi học, ông đi học thì một hôm là thầy giáo gửi cho mẹ một cái bức thư và nhờ con mang về. Con nhận bức thư của thầy giáo mang về cho mẹ. Mẹ mở ra đọc, sừng sốt, ràn rụa nước mắt. Edison thì không hiểu gì, mới hỏi mẹ có chuyện gì vậy. Thì mẹ cậu một phút tĩnh tâm, mẹ cậu bảo thế này: bức thư viết rằng là con trai của ông bà là một thiên tài, nhưng ngôi trường của chúng tôi quá nhỏ, các giáo viên của chúng tôi cũng không đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé, và xin ông bà hãy tự dạy dỗ cháu. Các em biết là sau này khi trở thành một nhà phát minh vĩ đại của toàn thế giới, một ngày kia mẹ ông mất đi, lật lại cái dương, tức là cái hòm mà chứa các đồ kỷ vật của ông người nhỏ ấy, mở lại bức thư mà thầy giáo gửi cho mẹ ngày đó, thì không phải là nội dung như trên, mà thực tế là con trai của ông bà là một đứa trẻ rối trí hay là tâm thần. Chúng tôi không thể chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa. Vậy rõ ràng là ở đây là mẹ Edison đã nói dối, đúng không? Nhưng với lòng tin và tình yêu vô bờ bến của người mẹ đã tiếp cho cái động lực rất lớn, với cái niềm tin là gì? Mình là một thiên tài, và ông đã nỗ lực học tập, thí nghiệm, và cuối cùng để lại cho nhân loại hàng ngàn những phát minh. Quay trở lại với chúng ta nhé, nếu chúng ta xác lập lại bản thân, tự tin vào chính mình, bước qua những khó khăn, thử thách, thầy nghĩ các em sẽ thành công. Một số bạn ở đây là cái tư tưởng là chúng ta ngồi trong lớp hay phá, nhiều khi là do cái tư duy dán nhãn từ phía gia đình và nhận thức sai lầm của bản thân. Ví dụ bố khi thầy giáo đến
lúc nào cũng nói: thầy ạ, cháu nhà tôi nó nghịch lắm, hàng xóm sang chơi cũng bảo cháu nó đi học nghịch lắm lắm, thầy cô chủ nhiệm đến chơi cũng bảo thôi cháu nó nghịch lắm, thầy quan tâm lắm. Tức là lúc nào gặp ai cũng nói cháu nó nghịch lắm, và dán nhãn lên đầu của chúng ta là gì? Nghịch lắm. Và chúng ta dần dần mất cái động cơ phấn đấu, đánh mất mình và trượt dài nhá. Cái tư duy dán nhãn nó rất là nguy hiểm. Cho nên người ta nói là ngôn từ là một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ, nó có thể làm sống dậy hoặc có thể làm tê liệt một tâm hồn. Thầy hy vọng rằng các em hãy đón nhận những thông tin tích cực để làm sống dậy một tâm hồn. Sau tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta vào cấp 3, chọn trường công hay trường tư? Đương nhiên câu hỏi này, nếu bảo chọn trường công thì 99%, đúng. Cái đấy là đương nhiên, học phí thấp hơn, phải không? Kiểu gì chịu khó một chút là có bằng tốt nghiệp 12. Còn sau đó câu chuyện nghề nghiệp thế nào tính sao? Hôm nay thì thầy trở về đây, thầy là hiệu trưởng của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ico School, thì thầy giới thiệu thêm cho các em một lựa chọn, coi như một món ăn trên bàn, và biết đâu chúng ta sẽ lựa chọn. Thầy trò nhân duyên với nhau, những thầy cô để về giảng dạy với tiêu chí là gì? Thầy cô giáo giỏi thì sẽ có học trò giỏi, quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Về trường Ico School rèn người để hội nhập, thì trên tên đầy đủ của trường là trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ico School. Nhưng giai đoạn đầu chỉ tuyển bậc trung học phổ thông, tức là chỉ tuyển từ lớp 10 trở lên. Địa chỉ ở đâu? Thì ở 179 thôn phố ở thuộc xã Tân Mỹ của thành phố Bắc Giang. Giai đoạn đầu sẽ học ở đó, sau này sẽ chuyển về khu đất hơn 6 hectare đối diện với trường trung học phổ thông Giang Hải. Địa điểm hiện tại đó là trường trung công nghề 19 tháng 5 cũ, được tập đoàn Ico Group mua lại từ năm 2019. Đấy. Và các em hình dung là mô hình của nhà trường là học bán trú. Buổi học bắt đầu từ 7 rưỡi sáng và kết thúc lúc 4 rưỡi chiều. Các bạn có thể ở lại, nếu bạn nào ở xa thì có chỗ ở nội trú cho các bạn nha. Đấy, còn nếu đi về thì buổi trưa là chúng ta sẽ ăn bán trú tại trường. Thế đối tượng tuyển sinh, các em tốt nghiệp bậc trung học cơ sở nhưng phải thi và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, hoặc nguyện vọng 2. Thì cái này các em phải ghi thẳng vào trên cái phiếu thì chúng ta xem. Thế còn nếu chúng ta không ghi, sau này có vào được không thì cơ hội gần như bằng không nha. Đấy, phải xác định ngay từ đầu. Thế lợi thế của trường Ico School là gì? Với quan điểm là rèn người để hội nhập, mà hội nhập thì các em thấy cần yếu tố gì? Ngoại ngữ. Nhà trường đưa 5 ngoại ngữ vào dạy ở trường: tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc. Các cái giờ học ấy, cái tổ hợp môn chung thì các em học cùng lớp với nhau, nhưng đến giờ ngoại ngữ là bạn nào học Đức thì sang lớp Đức, bạn nào học Hàn thì sang lớp Hàn, bạn nào học Trung thì sang Trung. Với thời lượng là tăng gấp 3 đến 4 lần trường công. Tức là mục tiêu các thầy dạy không phải là dạy các em mẫu câu để các em học vẹt, mà muốn xác định là dạy cho các em là hình thành năng lực ngoại ngữ thật, nghe được, nói được, đọc được, viết được, và chúng ta sau này khi ra nước ngoài là chúng ta học được bằng ngôn ngữ nha, học được bằng ngôn ngữ đó. Thời lượng gấp 3 đến 4 lần. Ví dụ như lớp 10 các thầy có thể dạy 12 tiết ngoại ngữ một tuần, trong khi nếu mà trường công lập chỉ học có 3 tiết một tuần. Đấy. Thứ hai là 100% học sinh đủ điều kiện là đi du học nước ngoài ngay khi hết tốt nghiệp lớp 12. Đủ điều kiện. Tập đoàn Ico Group là một tập đoàn lớn, năm nay là năm thứ 16, chuyên làm ở lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động. Đặc biệt là những bạn học giỏi, xuất sắc thì có thể tìm được những học bổng rất tốt để các em bước tiếp cái câu chuyện lập nghiệp trong tương lai. Đây nó là cơ hội đổi đời đấy nhé.
Thứ ba là các em được giáo dục, được rèn luyện trong một môi trường kỷ cương nề nếp với các thầy các cô là những người giỏi về chuyên môn, còn giỏi về nghệ thuật quản lý. Đứng sau thầy thì là các thầy cô giáo rất giỏi, rồi có cả thầy cô tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Sư phạm Hà Nội tâm lý giáo dục về cùng đồng hành với thầy các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Mục tiêu của nhà trường là để làm sao các em rèn thành người trước khi thành tài. Cũng chia sẻ với phụ huynh của các em, bản thân với một nhà trường, các em hình dung một học sinh hư, một học sinh trượt tốt nghiệp, một học sinh bỏ học. Giả sử trường có 500 học sinh thì một học sinh đấy chỉ chiếm tỷ lệ có 0,2% thôi. Người ta vẫn báo cáo lên cấp trên là gì? Trường đỗ tốt nghiệp 99,8%. Phấn khởi vỗ tay hoan hô. Nhưng nếu rơi vào chính chúng ta trượt tốt nghiệp, đúng không? Hư hỏng, chơi bời lêu lỏng, nghề nghiệp không nên trốn, thì chính là 100% của gia đình các em. Đúng không nào? Cho nên quan điểm của các thầy là gì? Thêm được một học trò được đi học tại môi trường nề nếp kỷ cương thì sẽ thêm được một cuộc đời, và sau này sẽ thêm được một thế hệ thành đạt. Thế tiếp nữa là về lợi ích của việc du học thế nào. Tức là khi mà 3 năm các em học ngoại ngữ là chúng ta có bằng chuẩn quốc tế nhé, được rèn và kỷ luật nghiêm, được đi du học thì cơ hội mở mang rất nhiều. Trên hình ảnh là cô con gái đầu của thầy. Chị đang học viên số 2, IELTS được 7.0. Sắp tới là thầy cũng cho đi Đức học. Tại sao là đi Đức? Thì xin thưa với các em là Đức là đất nước miễn phí giáo dục. Tức là học đại học và cao đẳng ấy, là không mất học phí. Không mất học phí. Tất nhiên học đại học thì mất sinh hoạt phí. Nhưng thầy cho đi Đức ở đây bởi vì đi sang một đất nước phát triển đứng đầu châu Âu và đứng thứ ba thế giới. Hiện nay Đức thì chỉ còn thua Mỹ và Trung Quốc, mới vượt qua Nhật Bản. Hay nói khác là Nhật Bản tự đánh mất vị trí thứ ba. Đấy. Thì ở một đất nước có nền kinh tế và trình độ phát triển hơn chúng ta hàng trăm năm, rõ ràng cái môi trường sống ở bên ngoài nó văn minh hơn, và cho chúng ta cái gì? Cơ hội được học tập, được rèn luyện tốt hơn. Những cái trải nghiệm cuộc sống như thế, nó là những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho câu chuyện làm việc sau này. Chưa kể visa ở Đức có thể đi 26 nước trong khối Schengen, thích sang Pháp, sang Ý, sang Áo, sang Hà Lan, không cần xin visa nữa. Thì rõ ràng là với 4 năm học đại học ở bên đó hoặc 3 năm học cao đẳng nghề, nó là cái cơ hội chúng ta mở rộng rất nhiều. Bây giờ bỏ 100 triệu đi du lịch 10 ngày ở châu Âu chắc khó, đúng không? Đó là câu chuyện đúng không? Khi mà chúng ta đi học thì thêm một ý thứ hai là sẽ giỏi về ngoại ngữ. Thế các em thấy là các cái doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang này cũng khá nhiều, trên đất nước Việt Nam các doanh nghiệp của Trung Quốc, của Đài Loan rất là nhiều, đúng không? Nếu chúng ta giỏi tiếng Trung, học cái nghề bằng tiếng Trung và chúng ta đã sống ở bên đó, chúng ta hiểu văn hóa của người ta, thì về làm doanh nghiệp chắc chắn lương sẽ khá hơn. Hoặc các em học kỹ thuật ở Nhật, sau các em về các tập đoàn lớn như Honda, Toyota hoặc Kano, chúng ta làm, chúng ta hiểu văn hóa người ta rồi, chắc chắn tốt hơn là một số học sinh chỉ học nghề mà không có tiếng, đúng không? Nha. Hoặc là chúng ta học đi Hàn, em giỏi về kỹ thuật, giỏi về tiếng, biết về văn hóa của Hàn Quốc, vào Samsung người ta chào đón không? Chắc chắn cơ hội sẽ tốt hơn, đúng không nào? Và chúng ta sống ở bên đó, chúng ta học tập ở bên đó bằng của người ta là có được công nhận ở toàn thế giới, chứ một số chương trình nghề của Việt Nam ấy, là chưa chắc đã được công nhận trên toàn thế giới đâu, khó khăn đấy nha. Chưa kể là có thu nhập tốt. Thu nhập tốt ở đây phải nói thế này là các em này,
chúng ta làm ở bên đó, chúng ta vẫn ngày làm 8 đến 12 tiếng, cũng vẫn bỏ công sức đấy ra, nhưng giá trị đồng tiền ở nước ngoài nó cao hơn chúng ta. Ví dụ 1 euro bây giờ nó khoảng gần 27.000. Thế thì 1 giờ làm việc ở Đức quy ra tiền Việt nó khoảng 300.000. Chúng ta một ngày mà làm 300.000 là quý rồi, phải không? Đấy, để các em hình dung như thế. Hãy tin rằng mọi việc đều có thể thực hiện được. Hãy tin vào chính mình. Các em hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình. Và đừng sống cuộc đời mình với những ước mơ của người khác. Và đừng đổ lỗi cho người khác vì những thất bại của chính mình. Muốn vượt trùng khơi chinh phục biển trời cao rộng, hãy bay lên như những cánh chim đại bàng. Chớ làm đời gào suốt ngày quanh quẩn chuồng, trầu trực người cho ăn, rồi tức nhau tiếng gáy, tiếng cục tác làm chi cho nhỏ mọn. Gia đình là bến cảng bình yên ghé về thăm sau những chuyến hải hành năm châu bốn bể. Không có áp lực thì chẳng có kim cương, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng cả. Nhiều khi nó được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của thành công, hạnh phúc, an nhàn, thảnh thơi khi về già là những trải nghiệm vất vả khi còn trẻ. Bù lại, chúng ta sẽ có ước mơ mà người khác chỉ là mơ ước. Sinh ra trong nghèo khó đâu phải lỗi của chúng ta, nhưng chết đi trong nghèo khó chắc chắn đó là lỗi của chúng ta. Đừng như khúc gỗ, nếu chỉ chè ủi bán cân không được bao nhiêu tiền cả, nhưng vẫn khúc gỗ đó chịu hàng trăm hàng nghìn vết đục, vết trà, vết sát, vết mài, để rồi trở thành bức tượng Phật có giá trị. 10 năm, 50 năm sau vẫn có người chiêm bái. Các em là ai? Nếu các em là những học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, Ico School là nơi ươm mầm tinh hoa, dạy cho các bạn phát triển toàn diện năng lực cá nhân, đạo đức, trí tuệ, nghị lực và thể chất. Các em có cơ hội được nhận những học bổng toàn phần từ các trường đại học ở nước ngoài. Sau khi học xong chương trình phổ thông, tiếp tục có cơ hội học cao hơn, đó là thạc sĩ, tiến sĩ, khi chúng ta đã có năng lực về chuyên môn cũng như ngoại ngữ tốt. Còn các em là những học sinh khá, thì khi về với Ico School được học với các thầy cô giáo giỏi, giàu năng lượng, chắc chắn các em sẽ phát huy được những điểm mạnh của mình, từ khá có thể lên giỏi, có cơ hội nhận được những học bổng toàn phần từ các trường đại học ở nước ngoài, trở về nước với tấm bằng đại học chuyên ngành, một bằng ngoại ngữ, hiểu được văn hóa ở nước ngoài, chúng ta có cơ hội tìm kiếm việc làm với lương cao. Với các em học sinh bây giờ đang được cho là học sinh trung bình, học sinh yếu, các thầy sẽ dạy để làm sao các em tránh tư duy gián nhãn, giúp các em tìm lại được cái nguồn năng lượng tích cực của mình, định vị lại bản thân để nỗ lực vươn lên. Ico School là môi trường rèn người để hội nhập. Nhà trường chú trọng rèn về kỷ luật, kỷ cương, giúp các em trở thành người tử tế, giàu cảm xúc, sống biết yêu thương và sẻ chia. Vào Ico School có điều kiện để học tiếng để lấy chứng chỉ quốc tế. Thôi thì nếu như văn hóa chúng ta ở mức độ có hạn thì chúng ta xác định tư tưởng đi học cao đẳng nghề ở nước ngoài, rất nhiều cơ hội sau này. Ví dụ nếu chúng ta học ở Cộng hòa Liên bang Đức dưới hình thức du học nghề, vừa được miễn học phí, vừa đi thực hành lại có lương khoảng 23 đến 38 triệu đồng một tháng, đủ để trang trải, đảm bảo các điều kiện sống bên Đức mà bố mẹ không cần gửi tiền về, cộng với việc làm thêm, chúng ta sẽ có một khoản thu nhập đáng kể để gửi về cho gia đình ở quê nhà. Nếu các em có ước mơ, nếu các em dám bước ra khỏi vùng an toàn, Ico Group cũng như trường Ico School có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, đủ tâm, trí, lực để phụ huynh và các em yên tâm, tự tin, căng buồng, vượt sóng, vươn khơi. Hãy nỗ lực đều đặn, nỗ lực mỗi ngày dù là nhỏ nhất đều có ý nghĩa. Còn mọi sự từ bỏ dù là nhỏ nhất đều khiến mọi cố gắng trở nên vô nghĩa.
hết lớp 12 chúng ta nhận được những giá trị gì? Đó là những bài học làm người, những câu chuyện truyền cảm hứng, những phương pháp giáo dục hiện đại, rèn kỷ luật bản thân để các cháu thành người trước khi thành tài. Các em được học ngoại ngữ với thời lượng gấp 3 đến 4 lần trường công lập để có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Được học với những thầy cô giáo giỏi, tâm huyết. Có một số câu hỏi chia sẻ của chúng ta. Thứ nhất, mô hình có phải trường nghề không? Thì không nhé, đây là trường trung học phổ thông. Thứ hai, học sinh thi trượt lớp 10 công lập thì xét thế nào? Chúng ta hãy nhớ là muốn vào trường thì phải đăng ký nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng số 2. Yếu tố học lực hành kiểm có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng. Tuy nhiên, nhà trường không đưa ra yêu cầu xét là điều kiện tối thiểu học lực hành kiểm là gì. Miễn là sao các em đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh Bắc Giang. Còn năng lực tiếng Anh kém vào học được không? Một là các em được học các thầy cô giáo giỏi, lại có năng ngoại ngữ. Nếu chúng ta cảm thấy tiếng Anh khó khăn thì chúng ta có thể lựa chọn các ngoại ngữ khác. Các em ở xa thì đi lại học tập như thế nào? Thì mô hình hoạt động của nhà trường là bán trú. Các em có thể ở lại buổi trưa hoặc là ở nội trú. Thời gian hoạt động của nhà trường ra sao? Thì thời gian hoạt động là từ 7 rưỡi sáng đến 4 rưỡi chiều. 7 rưỡi đến 8 giờ là thời gian đọc sách. Buổi sáng học 4 tiết. Trưa xong bữa trưa ăn cơm ở tại trường, các em nghỉ ngơi, buổi chiều học 3 tiết và cuối buổi là các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ và thể thao. Thì hôm nay về đây trong một cái buổi chiều thời tiết nó cũng nắng nắng nhỉ. Được các thầy cô văn lớp nhà trường tạo điều kiện để thầy Hà chia sẻ với các em học sinh lớp 9. Và nữa xin chân thành cảm ơn các thầy Đinh Văn Thạch cùng các thầy cô trong ban lớp nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe hạnh phúc. Chúc các trường trung học cơ sở Lam Mái ngày càng phát triển mạnh mẽ nữa. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và thành công trong tương lai.